xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha. Nơi các bạn ở thì sao rồi, các ổn không? Thôi thì Bông Lan chúc các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe và ra ngoài nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Hiện tại về kênh YouTube của Bông Lan thì vẫn chưa thực sự ra nhiều video và chủ đề chưa thực sự là hấp dẫn và đa dạng. Khán giả góp ý và đưa ra những lời khuyên chân thành cho Bông Lan ở dưới bình luận phía dưới để Bông Lan lắng nghe và cải thiện cho kênh mình tốt hơn. Bông Lan muốn là bản thân mình sẽ phát triển nội dung video hay hơn, hướng tới cuộc sống cộng đồng hơn. Nhưng điều này vẫn phải chờ một thời gian nữa vì Bông Lan và anh Tiết hiện tại vẫn còn đang trong quá trình tích góp, làm việc và để về quê tìm kiếm một mảnh đất xây nhà. Thì hiện tại thì cả hai người vẫn còn ở trọ tại thành phố Quy Nhơn để sinh sống cũng như là làm việc. Do hiện tại đó, tình hình dịch Covid rất là phức tạp, vẫn còn đang trong thời gian cách ly mà các bạn, nên cả hai người không thể nào chạy về quê để quay những cái video chân chất cuộc sống làng quê cho các bạn xem được, nên Bông Lan mong các bạn hiểu và thông cảm cho Bông Lan cũng như là anh Tiết. Các bạn thông cảm cho cả hai chúng mình trong thời gian này nha. Đó thì như những gì mà Bông Lan đã chia sẻ thì Bông Lan hy vọng rằng Bông Lan và anh Tiết sẽ thực hiện được điều này sớm. Sau đó thì cả hai sẽ tính tới chuyện là cưới thôi. Và hầu như trong các video mà Bông Lan thể hiện á, thì Bông Lan chưa giới thiệu về tên cũng như là Bông Lan đến từ đâu và tại sao Bông Lan lại quen anh Tiết. Đó ha, thì bây giờ Bông Lan chia sẻ tới các bạn luôn. Bông Lan á, tên thật là Ngọc Lan. Bông Lan là người Tày, đó, ở quê của Bông Lan ở Cao Bằng á. Bông Lan đã từng có một thời gian học đại học ở trong Sài Gòn và làm văn phòng ở trong đó một thời gian cũng khá là lâu rồi. Đó ha, khi Bông Lan quyết định ra Quy Nhơn để ở với anh Tiết và ổn định cuộc sống và tương lai của hai đứa sau này thì Bông Lan cũng không suy nghĩ gì nhiều. Các bạn biết sao không? Đơn giản thôi, vì hoàn cảnh của Bông Lan cũng giống như anh Tiết. Bông Lan và anh Tiết thì quen nhau khá là lâu rồi. Về công việc YouTube làm video của Bông Lan thì thực sự là cũng không có gì là khó khăn đâu, vì Bông Lan may mắn là có anh Tiết ở bên và bản thân Bông Lan thì cũng rất là yêu thích công việc này. Bông Lan luôn muốn thể hiện bản thân mình, đem đến những video có nội dung về giá trị cuộc sống, giải trí cho các bạn xem. Đó ha, nên là tại sao mà những video mà đầu tay của Bông Lan á, rất là tự nhiên, thực hiện rất là nhanh chóng và không có gì khó khăn cả. Bông Lan thực sự nghiêm túc khi tham gia YouTube vì nó cũng chính là nguồn thu nhập của bản thân mình. Với những bạn nào có đam mê quay video, đăng lên YouTube ha, mà vẫn chưa biết là thực hiện như thế nào, bắt đầu từ đâu, thì các bạn có thể qua bên kênh của anh Showy Tiết Official. Sắp tới anh Tiết sẽ ra một video để truyền tải đến các bạn cách làm sao để tham gia YouTube và cũng như là bước khởi đầu như thế nào với những người mới bắt đầu ha. Bông Lan cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà những video của mình được các bạn đón nhận rất là nhiệt tình và có những cái lời góp ý rất là chân thành. Bông Lan sẽ cố gắng lắng nghe và sửa đổi những gì mà còn thiếu sót. Nói chung á, kênh Bông Lan thì vẫn chưa phát triển gì mạnh đâu, nhưng Bông Lan rất là vui vì sắp đủ được 1.000 người đăng ký rồi. Đó, thì Bông Lan muốn sắp tới là mình sẽ ăn mừng. Nếu mà các bạn có ý tưởng nào đó hay hay là muốn Bông Lan thực hiện thì comment bên dưới để cho Bông Lan thực ăn hiện mừng ha. Ăn mừng kinh con gà 1.000 sub luôn các bạn. Hồi nãy các bạn đang nói chuyện với Bông Lan, hồi nãy mình đang sửa xe đạp. Chào các bạn nha, mọi người vui vẻ. Ồ, đi à hả? Đi đâu đi xe đạp á? Đi đây. Đó ha, thì trên đây là những gì mà Bông Lan muốn chia sẻ với các bạn. Thì Bông Lan chia sẻ ở đây thôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nói chung là dạo này dịch á, ở nhà ăn ở không mệt hôi, làm việc trong nhà, nên là Bông Lan tăng cân rất là nhanh. Nếu mà bạn nào có cách tăng nếu bạn nào có cách giảm cân nhanh và hiệu quả thì cho Lan một lời khuyên nha.